chào các bác. Các bác thông cảm, trời nó nóng quá em phải bật quạt công nghiệp nên là nó có tiếng ù liên tục, không thể tránh được. Sau đây em sẽ giới thiệu đến quý vị, hôm nay là ngày 21 tháng 3, tiếp tục giới thiệu đến quý vị một mã đầu đĩa than tiếp theo. Đây là chiếc đầu đĩa than Onkyo. Đây, chiếc đầu đĩa than Onkyo CP6600A. Tất cả những dòng đĩa than này hồi gỗ hết đây, nhưng mà em vẫn bán và gọi là dòng đĩa than cỏ cho quý vị dùng cho dễ. Giá 2.900.000 cho nó nhanh nhé, 2.900.000. Đầu đĩa than đây, quý vị nhớ nhé, mã nhá, Onkyo CP6600A. Sau đây em sẽ test mọi chức năng cho quý vị, bắt đầu hoạt động nó nhanh. Đấy, khi quý vị đưa cần vào này, đấy. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ. Có cái ben này này. Trường ngày mộng đấy. Các bạn nhìn cái ben nó hạ nâng này nhé. Các bạn là có thời gian thì chỉnh cái ben này nó cao lên một chút, nó nâng lên nó càng chuẩn. Được. Đấy. Đây là tốc độ nhanh này. Ngắt ngày đấy. Các bác muốn chuyển vì tại sao em báo con này, tại sao nó có này, nó đang tiếp mát, tại sao? Ví dụ bình thường mọi ngày nhé, cái ben này này đấy, quý vị nhìn em đẩy ben này, đẩy cái này gạt nhé, gạt cái này lên này, cái ben nó tiến lên này đấy, quý vị thấy lên chưa, gạt xuống nó xuống này này, cái ben này này quý vị nhìn nhé, gạt lên đấy, nó lên một tí, gạt xuống một tí. Quý vị là về xịt ít R7 vào đây hay cái gì đây này, để cho cái ben này này nó di chuyển lên được cao thì nó đỡ cần này, khi mình di chuyển sang này nó rất là tốt. Chính vì cái này em không có thời gian làm vệ sinh cái ben, cái ben này này khi cái đẩy gần này này lên này đấy, cái ben lên cao, cái ben lên cao thì nó sẽ đỡ được cái cần này lên cao nữa đấy, được chưa, nó đỡ được cái cần này lên thật cao, đỡ được cần này lên thật cao thì là khi mình di chuyển sang này nó rất là tiện đấy. Quý vị về nhé, chơi như thế này đấy. Còn nên em giảm giá thật kịch sản cho quý vị 2.900.000, còn không thì chả cần quý vị là dùng đây này, cứ thế này đặt sạc thoải mái này đấy, đấy kêu đấy. Đấy, chả có sao cả nè, giá 2.900.000, tất cả nền gỗ hồi gỗ hết đẹp keng, với 2.900.000 vừa chơi được vừa trưng bày thoải mái. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đấy. Giá 2.900.000 nha. Cảm ơn quý vị.